Hôm nay giới thiệu đến các bác những cái loại trầm hương tự nhiên này. Toàn bộ là hàng Việt Nam, hàng tự nhiên, hàng núi rừng hết. Thì đó, nó có những cái vòng, vòng tay. Đây là vòng trúc dáng tự nhiên cho nam, này vân dầu cực kỳ đẹp các bác nhìn này. Size này là size 10 ni. Nét nét. Vân dầu cực kỳ đẹp. Quay clip này xin lỗi các bác nha, nó cứ bị gián đoạn vì là khách người ta gọi. Vừa qua anh ấy gọi sang xem cái vòng. Tôi thì tôi hiện tại tôi đang ở cơ sở 2 ở quận 9. Thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh này thì cơ sở 2 này sẽ có nhiều nhiều hàng hơn là ngoài cơ sở 1 ở ngoài Hải Phòng đấy các bác nhá. Bây giờ tôi sẽ quay lại giới thiệu cái vòng trầm này cho các bác này. Hàng tự nhiên thiên nhiên núi này, thơm lắm. Thơm cực kỳ đỉnh luôn. Những cái hàng như này thì nó thi thoảng nó mới có. Đây là một lô của tôi, nó có 5 vòng thôi. 5 vòng thôi, không có nhiều. Tôi cũng mới xong quay lên đây cho các bác luôn. Cái hàng này thì giá của nó cũng khá là nó không phải là có cái gì đặc biệt lắm đâu, nó cũng khá là ok. Nói chung là ở mức tầm trung nó phải tầm 6 đến 8 điểm, nói chung là từ đấy cỡ đấy, chứ nó không phải là 9-10 điểm đâu. Hàng này 9-10 điểm thì tìm khó lắm, những cái hàng 8-9-10 điểm khó. Hàng này nó là tầm trung nhá, nhưng mà cũng phải người phải có biết hiểu biết về trầm thì mới dám, mới biết về giá trị của nó thì mới dám bỏ tiền ra để sử dụng những cái hàng sản phẩm tốt như thế này. Đằng trầm hương mà, trầm hương tốt tự nhiên mà. Đây là vòng đốt trúc, đốt trúc nhỏ nhỏ, có cả đeo, có cả mặt này chìm này. Tôi cũng đang đeo một cái vòng trầm đốt trúc cũng đeo cổ như thế này, nhưng mà to hơn, sợi to hơn, sợi này nhỏ hơn. Rất là thơm nhá, thơm cực kỳ luôn. Riêng cái trầm này thì công dụng của nó cũng đã rất là nhiều, tôi nói rất là nhiều. Đây này, đây cái vòng này chọn cho anh size 7 ni hạt tròn, hàng Gia Lai. Ở đây toàn bộ hàng Gia Lai Việt Nam hết, và hàng một số hàng Quảng Nam và hàng Khánh Hòa nữa. Đây thì cái vòng 7 ni này 25 hạt là chọn cho một chị, một anh ấy mua, anh tặng chị ấy. Tặng vợ hay là tặng sếp thì không rõ. Tôi hôm nay tôi gửi ra rất là thơm. Đây này, mùn tiện của nó tôi cho vào đây một ít này, cho những đốt thử này. Rất là thơm lắm, thơm lắm. Đốt cái mùn này nó mới phê chất liệu đó. Tôi cho tứ bóng kỹ rồi. Đây vẫn còn này, cái sợi này, các bác đặt hàng thì tôi sẽ chọn ở trong đây. Sợi này cho nữ đeo là đẹp, giá nó cũng vừa tiền. Chứ mà đây 108 hạt thì sợ nó nhiều tiền quá thì các bác không mua được. Thì tôi đang bảo là chia nhỏ ra được 4 cái vòng. Vừa có người đặt cái vòng hoàng đàn của bên tôi đặt hàng. Nhưng mà đơn hàng thì cũng cứ gọi điện suốt mà. Nhưng mà tôi cứ có thời gian rảnh tôi làm những cái clip review này cho các bác là xem vừa vui, vừa các bác có thêm thông tin về những cái sản phẩm trầm. Rồi thì các bác nếu mà có duyên thì đến cơ sở mà ở gần Hồ Chí Minh thì các bác có thể đến để anh em giao lưu trò chuyện thêm về những cái vòng trầm này, hoặc mua được hàng thì là lại một cái duyên khác. Nên gặp nhau là đã là ok rồi. Đây những cái vòng hạt to, vòng to này là 12 ni này, 12 ni, 13 ni này, rất là đẹp, thơm lắm các bạn.
Thơm lắm, đeo cực kỳ thích luôn. Đây, các bác nhìn đã thấy thơm rồi. Riêng cái thằng trầm hương này, tác dụng của nó là giải cảm này, tránh gió này, nó có thể hút khí độc vào người, hút khí độc vào cái trầm này, và nó giải cảm cho mình khi mà mình bị cảm gió hoặc là gió độc ấy, nó có thể hút cái gió độc ấy vào đây, nó tích lũy vào đây nó thì nó tránh được gió, tránh được cảm mạo, cảm gió rất là tốt. Mà riêng về cái vấn đề tâm linh ma quỷ thì cái trầm hương này nó từ trước đến giờ người ta đã đồn đại nó cực kỳ tốt rồi, nó là số 1 rồi. Về phong thủy nó là số 1, mà trầm hương núi chứ không phải hàng trồng. Hàng trồng thì tôi không nói về phong thủy, không nói về tâm linh nhiều, nhưng mà hàng núi này, riêng hàng núi này thì nó cực kỳ tốt về tâm linh. Mùi hương rất là thơm. Này, làm những cái kiểu đốt trúc dáng tự nhiên này, vì đấy, để ở đây mà nó thơm xông lên mũi nó nhiều như này thì nó sẽ thơm mạnh. Đeo vào tay thử, đeo vào tay thử cho các bác xem cái dáng đeo lên tay, nhìn nó khá là mộc mạc. Những cái vòng tay như này thường những cái người trung niên thì thường những cái người trung niên người ta mới mới ra mới muốn mới muốn sở hữu cái vòng trầm, chứ còn mà tầm khách hàng của tôi thường là những người trung niên không vì tầm đấy người ta đã thành công rồi, thành đạt rồi, người ta muốn nghĩ lên về những cái giá trị, nó giá trị như thế này, nó vòng trầm như thế này, nó mộc mạc như thế này. Còn thanh niên hoặc là tầm trẻ trẻ thì người ta lại thích những cái hàng nó đẹp, à những cái vòng tròn hoặc vòng trúc nó đẹp kiểu cách, thì những cái hàng đấy là không có hàng tự nhiên đâu các bạn, ít lắm, hiếm lắm, và giá của nó rất là cao. Còn nếu mà giá rẻ thì chỉ có hàng hàng trồng, hàng nuôi cấy và hàng hàng ép nấu tinh dầu ấy, thì giá của nó rẻ, thì những hàng đấy là trầm giá và trầm không được chất lượng như hàng tự nhiên này đâu, bán nó không có giá trị phong thủy gì. Nói chung là tiền tiền như nào, mình bỏ ra đồng tiền như nào nó xứng đáng, sẽ được nhận được lại cái sản phẩm nó xứng đáng, và mình sử dụng với mục đích gì, mục đích phong thủy, mục đích đeo chơi thơm, hay là mục đích gọi là đeo phong trào, hay đeo trang trí. Nói chung là nhiều mục đích sử dụng, và với số tiền của các bác bỏ ra. Ví dụ mục đích sức khỏe thì trầm hương tự nhiên là số 1. Có mua được không? Đẹp không? Tôi đưa cái bình thủy tinh vào đây xem nào. Này, tôi nhấn mạnh những cái vòng trúc này. Những vòng trúc này thường là người nó dễ làm và nguyên liệu nó tốn ít, và giá nó sẽ thành, nó sẽ hợp lý hơn là những cái vòng tròn, hạt tròn. Đây là những vòng hạt tròn này tiện, rất là tốn luôn. Cực kỳ tốn đấy. Tiện, tiện tay mà. Những vòng hạt tròn như này này. Cực kỳ tốn. Đây, những cái vòng hạt tròn như này, giá đẩy lên rất là cao. 108 à, 8 ly đây. Thơm lắm. Có 2 vòng thôi, tiện được có 2 vòng. Đây, vân dầu nó cực kỳ đẹp. Các bác ví dụ mà tôi quay clip giới thiệu chung chung như này này, thì các bác có thể nhắn tin vào Zalo nhé, thì tôi sẽ gửi ảnh rồi hình ảnh cho các bác. Các bác bảo là họ trầm tự nhiên, trầm tự nhiên và loại nào, loại 108 hạt hay là đeo tay hay là vòng trúc, thì các bác hỏi rõ tôi thì tôi sẽ nhắn tin, tôi sẽ gửi ảnh báo giá cho các bác nhé. Cái vòng hạt tròn thì nó cũng hiếm, hạt tròn giá nó đẩy lên cao lắm. Đây có cái mặt này, mặt trầm này, mặt trầm tự nhiên Gia Lai. Đây như này. Đây những cái hàng vòng tay như này thì là ok. Nhỏ nhỏ cho nữ này, tôi quấn 3 vòng. Đeo nhiều thơm lắm, đeo nhiều như này nó thơm. Này. Và giá của nó cũng hợp lý nữa. Đây những cái vòng nhỏ nhỏ như này làm rất là nó đơn giản, nó mộc mạc mà nó nhìn nó lại đẹp, nó về kiểu dáng tự nhiên ấy.
có 6 cái vòng như này, 6 cái chuỗi đây, chuỗi đây. Chuỗi vừa cái loại này thì vừa mình có thể đeo cổ được này, vừa đeo quấn tay được. Nghe các bác nha, đây tôi quấn tay 3 vòng cho bác xem. Cái này thì quấn tay nam 3 vòng, tay nữ thì cũng 3 4 vòng gì đấy. Đây tay nam như tôi là to tầm 70 cân, 75 cân này quấn 3 vòng là đẹp này. Đó, thì đeo nhiều như này nó sẽ tiếp diện nhiều hơn và nó sẽ thơm, tỏa tinh dầu thơm. Đó, như này thì khi mình đánh máy tính này, thì nó đẹp, nó vừa phải, nó không bị cộm, nó không bị cộm mà nó thoải mái, đeo nó thoải mái dễ chịu. Đó, cho nên hít hà nó thơm. Không cứ để đây, đây tôi mua những cái nọ thủy tinh này về để đựng trầm này, bỏ trầm vào bên trong. Thủy tinh đựng trầm là nhất rồi, số 1 rồi. Thủy tinh bỏ trầm, bỏ trầm vào thủy tinh. Đưa anh tôi nọ nữa đây. Trầm phải đậy kít vào như này. Thơm thơm lắm. Bỏ ra nó thơm, đậy kín vào xong bỏ ra nó thơm phức luôn. Rất là thơm. Rồi, clip này kết thúc ở đây nha. Các bác nào mà muốn tìm hiểu thêm về trầm hoặc là muốn xem hình ảnh thì các bác có thể nhắn tin vào Zalo ở cái số điện thoại, hai số điện thoại này để tôi gửi mẫu cho các bác xem cũng như tư vấn báo giá nha. Rồi, xin chào, cảm ơn các bác. Chúc các bác vui vẻ.